Xin chào. Chào Hương Tràm, ngày hôm nay cô bạn như thế nào? Hương Tràm vừa trở về từ một buổi chụp hình và cũng hơi mệt, nhưng mà ngày nào có công việc là thấy vui rồi. Chỉ sợ không có công việc để mà làm thôi. Xin mời uống nước ạ. Mệt quá. Nhà mới này thì Tràm tậu từ khi nào? Căn nhà này thì Tràm mua được khoảng 6 tháng rồi, nhưng mà vào ở mới có 4 tháng thôi. Đây là do Tràm tự mua hay là có sự hỗ trợ của gia đình hay là đại gia nào đó? Chính xác là tất cả mọi thứ đều là của Hương Tràm hết. Và Hương Tràm rất thích chủ động trong cuộc sống. Có thể bố mẹ sẽ giúp mình, nhưng mà chắc là mình có thể mà muốn bố mẹ giúp cái gì đấy to hơn chẳng hạn. Nhiều ý kiến cho rằng là Tràm không phù hợp với phong cách gợi cảm, do đó thì càng cố gắng thì càng trở nên kịch cỡm. Tràm nghĩ như thế nào? Hương Tràm không nghĩ là kịch cỡm đâu, bởi vì là chắc là mọi người cứ quen với hình ảnh một cô công chúa ballad rồi, cho nên lúc mà Hương Tràm chuyển qua thì có một sự sốc nhẹ gọi là và sexy hay là như thế nào thì nó từ trong cái suy nghĩ của mình bộc lộ ra, thì cũng phải là từ quần áo. Nhìn vào hình ảnh của Tràm thì một bộ phận khán giả nghĩ đó là biểu hiện của một cái cô nàng hư hỏng, có đúng không? Chính xác. Cái đó là do quan điểm. Mà quan điểm mà để thay đổi ấy, quan điểm của người Việt Nam về sự sexy ấy thì rất là khó. Nhưng mà cũng có lý do để họ gắn mấy cái hư cho Hương Tràm đấy chứ. Chưa bao giờ có lý cả. Vì những người nói như thế không hiểu gì hết. Nếu mà ngoan quá chắc chắn là sẽ rất nhàm chán. Còn nếu hư quá thì sẽ rất dễ mất kiểm soát. Hương Tràm ở giữa. Vậy thì Tràm đã để mất kiểm soát bao giờ chưa? Mất kiểm soát ạ? Thường thì con người ta sẽ chỉ mất kiểm soát khi mà mình say rượu thôi. Còn mất kiểm soát trong lúc nói thì cũng đã từng bị rồi. Và Hương Tràm bản thân đã phải nhận hậu quả rất là đắt. Được biết thì Tràm có thú chơi hàng hiệu. Vậy thì Tràm đã tự mua cho mình được bao nhiêu chiếc túi? Là cỡ cũng khoảng chục cái trên dưới. Số đó là tự mua hay là được đại gia tặng? Tất nhiên là có cái mình tự mua, có cái mình được tặng của bạn mình chứ không phải là đại gia. Một người bạn bình thường, người anh cũng có thể thương Hương Tràm nữa. Alo. Dạ vâng, ok, em chạy qua bây giờ. Và bây giờ thì chắc là xin mời các bạn cùng đi theo. Sau mối tình với Bùi Anh Tuấn thì đến nay Tràm đã có thêm bao nhiêu mối tình sâu sắc khác? Tuấn không phải là mối tình sâu sắc của Hương Tràm đâu ạ. Sau khi mà Hương Tràm kết thúc cuộc thi thì Hương Tràm mới có mối tình gọi là sâu sắc nhất trong cái cuộc đời của mình. Không phải là mối tình sâu sắc, vậy là Tràm có hối tiếc khi mà yêu Tuấn không? Chưa bao giờ hối tiếc cả. Nhưng mà vì Hương Tràm là cô gái chủ động chia tay, cho nên Hương Tràm cũng để lại cho trong lòng người ta một cái nỗi đau mà Hương Tràm rất là ân hận cái điều đấy. Năm 19 tuổi thì Tràm từng có cái phát ngôn mạnh mẽ về chuyện ấy. Nếu mà được trở lại cái thời điểm ấy thì Tràm có vẫn còn tiếp tục tự tin với cái phát ngôn của mình không? Đúng là tự nói xong một câu gọi là mình là đại gia của bản thân. Suy ra là đại gia là đa dại. Tràm thấy là lúc đấy thực sự nhìn lại những cái đấy Tràm thấy mình trẻ con lắm. Nhưng mà cũng không sao cả. Quá khứ bồng bột một chút để tương lai sáng lạng. Là một ca sĩ có giọng hát nội lực, nhưng mà hình ảnh của Tràm gần đây bị méo mó bởi những cái ồn ào như ăn mặc phản cảm vân vân, thì Tràm nghĩ có thể xóa được những điều này không? Mọi người đã thấy chị Hoàng Thùy Linh từ một cô gái như thế nghĩ rằng là sẽ chết đi vì những cái scandal của mình, nhưng người ta đã đứng lên lại được và còn huy hoàng hơn xưa rất là nhiều. Đó là một cái hình ảnh mà Hương Tràm phải học tập và thực sự rất là ngưỡng mộ. Showbiz Việt hiện tại nó đầy rẫy những cái trò bẩn như là tung tin nhắn riêng tư hay là cố tình đạo nhạc để gây chú ý. Quan điểm của Tràm về cái vấn đề này như thế nào? Đối với những người đấy thì thực sự là phải ăn một cú đấm. Một cú đấm thật đau. Showbiz đối với Hương Tràm là một cái gì đó nó rất là lũng đoạn. Và hoàn toàn những người bạn bây giờ của mình bên ngoài để tìm đến những cái góc thư giãn là những người ngoài showbiz. Showbiz bây giờ lũng đoạn quá rồi, không biết nói như nào nữa. Còn về vụ đạo nhạc thì Hương Tràm nghĩ là Hương Tràm không ủng hộ. Tất nhiên là Hương Tràm không ủng hộ việc này. Nhưng mà tại vì sao mà một người đi tố một người khác đạo nhạc và sau đó thật là dại dột, rồi bị tất cả mọi người lại tìm ra người đấy cũng là người đạo nhạc. Thế thì Hương Tràm mới nói rằng là nếu bản thân mình mà chưa phải là người tốt đẹp, chưa phải là người hoàn hảo thì nên dành thời gian để
cải thiện bản thân mình, chứ đừng có dành thời gian để đi tố một ai cả. Đừng phán xét một ai khi mà bản thân mình chưa hoàn hảo. Gần đây có vụ lùm xùm liên quan đến hit Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng bị tố đạo nhạc từ We Don't Talk Anymore, thì Tràm có nhận xét gì? Riêng bản thân Tràm á, Tràm thấy á, thì Tràm không thấy những bài của Tùng giống những cái bài mà mọi người nói đạo đâu. Nhưng Tràm nghe vẫn thấy ra cái riêng của Tùng á. Thực sự cũng chưa ai là cái người mà đứng ra để nói là bản thân Tùng có chính xác, cái tác giả kia có đứng ra nói là Tùng đạo nhạc hay không thì không có. Trùng về ý tưởng trong âm nhạc cũng có thể là một điều dễ xảy ra. Không nói được điều gì cả. Tại vì thực ra trong âm nhạc không có tòa án.